Xin chào các bạn nhé. Cái vòi nước chúng ta sử dụng hàng ngày như thế này. Nếu để như vậy thì khi chúng ta xài chỉ được có một hướng thôi. Nếu như ở nhà chúng ta có đám tiệc hoặc là sử dụng để giặt quần áo gì đó, chúng ta cần hai cái thao. Thì khi mà chúng ta làm xong cái thao này thì chúng ta phải đẩy qua để đặt cái thao khác vào. Làm như vậy nó rất là bất tiện. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một cách như thế này, là chúng ta mua cái đầu cái rắc nối như thế này nè. Rắc nối này là rắc 21, ở ngoài tiệm điện nước bán khoảng 15 đến 20 ngàn một cái. Bây giờ chúng ta lắp vào để cho các bạn xem nha. Chúng ta gắn cái này vào thì nó rất là tiện lợi. Cái vòi nước chúng ta lên như thế này thì chúng ta chỉ cần cắt tại ngay chỗ cái bây giờ chúng ta lấy keo để dán cái rắc co này vào ở trong cái đường ống này ha. Các bạn lưu ý là chúng ta gắn như thế này nè. Trong này có cái nó có cái ron để giữ nước. Chúng ta gắn cái cục rời này xuống phía dưới ha. Các bạn lưu ý là chúng ta nên gắn cái cục này xuống phía dưới nè. Bây giờ chúng ta dán keo lại. Cái đầu bên đây thì chúng ta dán keo phía trong. Và cái phần này chúng ta dán bao keo phía ngoài ha. Còn cái này là cái nắp. Và tiếp theo các bạn gắn keo cái phần này nữa. Khi gắn keo dán ống thì các bạn lưu ý là phải lau nước cho sạch ha. Chúng ta để nước thì nó sẽ thở, nó không có ăn keo. Còn có cái nắp này chúng ta để lên trên ha. Rồi bây giờ chúng ta gắn hai cái khớp này lại với nhau. À, bây giờ nó đã hoàn thiện các bạn nha. Bây giờ chúng ta có thể xoay một góc, xoay 360 độ cũng được, rất là tiện.
Bây giờ các bạn mở nước bên này xong thì chúng ta có thể xoay qua bên cái thao bên này. Và chúng ta cũng có thể đặt thao xung quanh cái vòng này nè. Chúng ta có thể xoay một vòng 360 độ. Video chia sẻ cách gắn cái lắc co vào cái đoạn ống để làm cái vò rửa quay 360 độ. Đến đây xin kết thúc. Các bạn nào có kinh nghiệm hay thì chia sẻ dưới phần bình luận để mọi người cùng biết với nha. Mời các bạn bấm like và đăng ký kênh Tâm NHT để ủng hộ mình với. Xin chào, tạm biệt các bạn, hẹn lại ở các video sau.